Xin chào tất cả các bạn, mình là An và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh review của Mr. Baker Sài Gòn. Tháng 4 năm 2023, Space Life vừa cho ra mắt mẫu xe SUV mới nhất của họ, được mang tên là S-Work Epic World Cup. Đây là mẫu xe được kỳ vọng sẽ mang lại rất là nhiều chiến thắng cho đội đua XT của Space Life trong thời gian sắp tới, đặc biệt là giải đua World Cup. Đồng thời thì trên chiếc xe S-Work này nó cũng được trang bị nhiều vũ khí mới nhất của dòng xe XT. Nhưng mà điểm nổi bật nhất trong số đó chính là thiết kế phục giữa trên chiếc xe này đã phá vỡ thế độc tôn của Track Super Calibre. Điều này đặt ra câu hỏi giữa Track Super Calibre, một mẫu xe đã khẳng định được tên tuổi của mình trong làng XT thế giới từ khi vừa ra mắt vào năm 2019, và S-Work Epic World Cup vừa ra mắt có gì khác nhau? Mời các bạn hãy cùng Mr. Baker Sài Gòn khám phá trong video này nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay chỗ đặc biệt nhất cũng như gây tranh cãi nhiều nhất của hai chiếc xe này, đó chính là chiếc phục giữa. Thật ra chiếc phục giữa trong làng MTB thế giới đã xuất hiện từ rất là lâu rồi, nhưng mà chiếc phục giữa được thiết kế âm sườn mà lại nằm trên một chiếc xe đua XC, dòng xe vốn được ưu tiên về mặt tốc độ mới là cái đáng nói nhiều nhất. Và Track Super Calibre là chiếc xe tiên phong làm được điều này. Về IsoStruck thì từ năm 2019, An đã có review rất là nhiều về nó rồi. Một sự kết hợp giữa Track và Fork với thiết kế cố định chiếc phục bởi ba con ốc, nên là khi nhúng nó sẽ trượt dọc theo khung sườn một hành trình 60mm cùng với khớp xoay ở đây. Và phần gấp sau cũng được thiết kế có thể uốn cong để giảm chấn. An đã được trải nghiệm cái chiếc Super Calibre ở cung đường tài năng Phan Dũng. Nó thật sự rất là lợi hại. Nhờ có nó mà chiếc xe thật sự rất là im luôn đó các bạn. Trong tương lai thì An nghĩ Track mà có ra mắt mẫu Super mới thì cái gấp sau này vẫn sẽ được giữ lại. Cho những ai thích sự gọn gàng thì khi sử dụng chiếc Super Calibre này nó có một chút lấn cấn là chúng ta phải sử dụng khóa mở phuộc bằng dây cáp. Nếu muốn chuyển sang khóa tay để gọn bớt đi phần dây á, thì phải tìm mua một cái van chuyển, nhưng rất là khó để mua được cái van này. Ngoài ra thì nó còn có một cái vấn đề. Theo lý thuyết á, khi khóa, cây phuộc vẫn sẽ cho phép nhúng một đoạn nhất định để tránh trường hợp là bất ngờ gặp ổ gà chẳng hạn. Tuy nhiên là nó không có mượt, nó sẽ bị sượng. Chính vì thế An luôn không có khóa phuộc giữa khi sử dụng chiếc Super Calibre này. Điều này thì khiến cho chiếc xe nó hơi bị mất lợi thế trên đường trường. Còn trên chiếc S-Work Epic World Cup, với phiên bản trước đây S-Work Epic 2021 á, thì nó đã có được cái phuộc giữa rồi, và ở phía sau còn có giảm chấn Brand. Nhưng phiên bản mới của năm 2023 này thì giảm chấn frame ở đằng sau đã bị loại bỏ. Chiếc phục giữa đã được tinh gọn và làm âm vào trong khung sườn. Nó được gọi là RockShox Seat Deluxe WCID, tức là viết tắt cho cụm từ World Cup Integrated Design, một sự kết hợp giữa S-Work và RockShox. Khác với Super Calibre thì chiếc phục này nó không trượt dọc theo khung sườn, mà nó được cố định bằng cái khớp xoay ở đây. Khi nhúng thì cả cây phục sẽ dịch chuyển chứ không đứng yên một chỗ. Từ khi ra mắt, fan Track thì nói Space Life bắt chước Track, còn fan Space Life thì nói Track bị Space Life qua mặt. Mà cũng đúng, chiếc phuộc giữa của S-Work nó cho phép nhúng được hành trình lên đến 75mm, hơn Super 15mm. Đã vậy, khối lượng của nó còn nhẹ hơn. Space Life nói rằng đây là chiếc xe XC có phuộc giữa nhẹ nhất trên thế giới. Với lại các bạn có để ý là cây phuộc giữa này nó hoàn toàn không có dây, rất là gọn luôn đúng không? S-Work thì trước giờ đã nổi tiếng với công nghệ Brain, tức là giảm chấn có não theo đúng nghĩa đen luôn. Nó sẽ tự biết đâu là đường trường để khóa phuộc và đâu là đường địa hình để mở phuộc. Nhưng mà Brand nó cũng có vấn đề là độ nhúng của nó hoàn toàn phụ thuộc vào trong cây phuộc. Và cây phuộc này có thể nói nôm na là công nghệ Brand được nâng cấp. Nó cho phép chúng ta điều chỉnh được 3 mức độ khóa cứng, khóa vừa và không khóa. Nó sẽ hiểu chúng ta đang muốn nó nhúng như thế nào. Và ưu điểm lớn nhất của nó sẽ nhúng mượt hơn cho dù chúng ta đang ở chế độ khóa cứng phuộc, không hề bị sượng. Tuy nhiên là để set up cây phuộc này á thì chúng ta phải xả hết hơi của cây phuộc ra, chỉnh xong rồi sau đó bơm hơi lại thì mới được. Bất tiện. Với lại do thiết kế khác nên gấp sau của cái chiếc S-Work Epic World Cup trông không có được gọn gàng cho lắm. Nhìn ở góc này thì nó khá là cồng kềnh nha. Xong cây phuộc giữa, giờ đến cây phuộc trước. S-Work thì chỉ có một option duy nhất là RockShox Seat Brand. Nhưng mà cây Seat Brand trên S-Work là phiên bản mới nhất đó nha. Nó được thiết kế gọn hơn và nhẹ hơn. Đồng thời thì hành trình của cây Seat Brand này lên đến 110mm. Đối với cái bản sườn màu đỏ thì màu của cây phuộc cũng được sơn giống màu của khung sườn luôn. Còn đối với Super Calibre thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho người đạp. Từ các dòng cao như RockShox Seat Ultimate SL, các dòng Fork 32 Kashima, cho đến các dòng tầm trung như Rebar AL, tức là những chi tiết khác trên chiếc S-Work nó đều được build với cấu hình cao nhất trong phân khúc của nó, như là bộ rubset SRAM XXSL Eagle Transmission có trang bị luôn giò đo lực.
Ngoài bộ roof mới nhất của SRAM thì trên chiếc xe này cũng được trang bị bộ thắng Level Ultimate bản mới nhất, với dây thắng được làm gọn và ôm dọc theo ghi đông đi vào bên trong chén cổ nên trông nó rất là gọn gàng. Yên S-Work với gọng carbon và full combo carbon của hãng Revo, từ ghi đông, cốt yên cho đến bộ bánh cao nhất của Revo, Revo Control SL. Và tất nhiên đồ đỉnh thì giá của nó cũng không hề rẻ. Chiếc S-Work Epic World Cup 2023 với cấu hình nguyên bản của hãng thì giá của nó lên đến 320 triệu. Với mức kinh phí thấp hơn thì chúng ta còn có một sự lựa chọn nữa là dòng Epic World Cup Pro với cấu hình thấp hơn nhưng mà sẽ không có chữ S-Work đâu, mà thay vào đó là chữ Spaceline thôi nha. Còn đối với Track thì sẽ có nhiều option về cấu hình hơn cho người dùng để lựa chọn. Cấu hình được hãng build sẵn hay cấu hình người dùng có thể tự build cho mình ở một Project One. Về màu sắc thì chiếc S-Work chắc chắn không có nhiều sự lựa chọn bằng Track rồi. Bản Epic World Cup này chỉ có hai màu chính là màu xanh và màu đỏ, và chỉ còn thêm một cái bảng màu đặc biệt nữa thôi. Trong khi đó, Track có cả một kho màu Project One cho chúng ta tha hồ mà phối màu. Và giá để sở hữu một chiếc Super bản thường chỉ từ 109 triệu và bản Project One chỉ từ 200 triệu. Và đó là S-Work Epic World Cup và Track Super Caliber. Đúng là không có nhà nào chịu thua nhà nào mà. Chắc chắn là trong tương lai sẽ còn có nhiều hãng thiết kế cho mình dòng xe ST với những chiếc cuộc có hành trình ngắn như thế này. Còn các bạn thì sao? Xem xong video này, các bạn là fan của Track hay là fan của S-Work nào?